Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby lần đầu lộ diện hậu ly hôn. Người vui vẻ đắt show, kẻ buồn bã thấy rõ. Lần đầu lộ diện sau khi thông báo ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngày 30 tháng 1, Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện tại sân bay sau khi thông báo ly hôn với Angela Baby, kết thúc 7 năm bên nhau. Nam diễn viên được miêu tả là có tâm trạng buồn bã, lộ đôi mắt sưng húp. Anh không trả lời câu hỏi của phóng viên mà chỉ im lặng bước đi. Theo 163, việc ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã được dự đoán từ lâu vì hai nghệ sĩ giữ khoảng cách, ít đề cập đến đối phương trong khoảng 3 năm qua. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh vẫn nhận những lời chỉ trích về cách anh xử lý chuyện cá nhân không rõ ràng. Tháng 1 năm 2021, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp tham gia show giải trí, có sự góp mặt của tình cũ Lý Phi Nhi. Huỳnh Hiểu Minh tỏ ra thân thiện với bạn gái cũ, khiến cuộc tình của họ bị đào lại. Lúc này, Angela Baby bị nghi ngờ chen chân vào mối quan hệ của Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh, danh tiếng tổn hại khiến cô phải tự mình lên tiếng thanh minh. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh mới lên tiếng bảo vệ vợ, đồng thời cũng bảo vệ Lý Phi Nhi. Đến tháng 5 năm 2021, trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên giải trí kỳ cựu Bạch Lộ My, Huỳnh Hiểu Minh vẫn khẳng định hôn nhân hạnh phúc và không có chuyện vợ chồng anh ly hôn. Tất cả đều là tin đồn sai sự thật, tôi không ly hôn Baby, càng không có chuyện nảy sinh tình cảm với ai khác, Huỳnh Hiểu Minh nói. Nam diễn viên còn tiết lộ khi sự nghiệp của anh rơi vào điểm trũng, gặp nhiều thử thách, Angela Baby luôn ở cạnh động viên, tiếp thêm sức mạnh cho chồng. Hiện tại anh đã bước qua khỏi chuỗi ngày khó khăn, chăm chỉ làm việc và bắt đầu tìm thấy nhiều cơ hội mới. Cô ấy nói sẽ không bao giờ rời xa, sẽ ở bên tôi bất kể gian khó. Điều này đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi yêu tính cách vui vẻ và cách cô ấy mang lại năng lượng tích cực, lạc quan cho chồng con. Huỳnh Hiểu Minh khẳng định vai trò của Angela Baby. Tuy nhiên chỉ 7 tháng sau, họ thông báo đường ai nấy đi. Một người bạn chia sẻ với Sina. Thực tế, hai nghệ sĩ đã ly thân từ lâu, họ mất 1 năm để chuẩn bị. Công ty đại diện của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cũng xác nhận hai nghệ sĩ không còn gắn bó trong khoảng thời gian dài. Do đó, Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích nói dối, tạo vỏ bọc hoàn hảo cho hôn nhân, xây dựng hình ảnh người chồng yêu vợ, muốn níu giữ hạnh phúc. Ở một diễn biến khác, Angela Baby cũng vừa xuất hiện hậu ly hôn, nhưng thái độ hoàn toàn trái ngược 180 độ so với Huỳnh Hiểu Minh. Cụ thể mới đây, trang Baidu Video đã chia sẻ clip chúc Tết của Angela Baby gửi tới người hâm mộ. Ngay lập tức, clip này gây bão mạng xã hội vì đây là lần đầu tiên Baby lộ diện trước truyền thông hậu tuyên bố ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Nhan sắc, thần thái, đặc biệt là thái độ của nữ diễn viên Vân Trung Ca trở thành tiêu điểm bàn tán trên Weibo. Diện chiếc áo phông màu xanh nhạt, Angela Baby trang điểm đơn giản và xõa tóc. Người đẹp đình đám xứ Trung tươi cười rạng rỡ trước ống kính, thể hiện tinh thần vui vẻ, dường như không chịu áp lực bởi loạt scandal vừa qua. Không dừng lại ở đó, vừa ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby lập tức gây bất ngờ khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Man. Quý cô độc thân hot hit nhất nhì làng giải trí xứ Trung khoe visual sắc lẹm cùng body sexy ngút ngàn. Theo Sina, hiện tại các Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều bận rộn với công việc. Nam diễn viên được mời tham gia nhiều chương trình chào đón năm mới của các đài truyền hình. Angela Baby cũng chia sẻ cô không thể về nhà đón Tết do vướng lịch quay phim cùng tài tử Nhậm Gia Luân.